Hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ với các bạn cái lỗi vì sao buji không đánh điện, không có điện. Lỗi này nếu mà không biết thì thật sự là khắc phục rất là khó. Buji của con xe này bây giờ là không đánh tí nào điện luôn. Con này là con giờ chuyển sang đi bạn phiên bản IC. Đó, bây giờ mình đạp thử. Không nổ nào luôn. Đạp rất nhiều lần không nổ. Nói chung buji này thì không đánh điện, không có điện. Nhưng mà nếu mà đạp mà dí còi thì điện vẫn phát ra. Đấy, đó là nguồn điện vẫn còn. Nhưng mà mỗi buji là không có điện thôi. Cái bao nhiêu ngày tháng đạp nó hoài mãi chả nổ. Thế là hôm nay, hôm qua, cái hôm nay lấy nguý lấy hoáy kiểm tra quận điện thì chả sao. Buji thì lắp vào xe máy khác vẫn đánh điện. Cuối cùng mãi mới biết là nó bị chết con IC. Đây, con xe này nông bản IC 4 chân. Đó, bây giờ mình để con IC này mình đạp thì không nổ thế nào. Đó. Ngay giờ mình tháo con IC này ra. Mình cho con IC khác vào. Hơi khó. Đó, thay con IC. IC khác, con IC cơ bỏ. Giờ cho cái IC nó test cho các bạn xem. Ba trong này sáng. Nếu xe min của các bạn mà chuyển sang IC rồi ấy, khi mà các bạn đạp, bạn bật đèn lên thì đèn vẫn sáng, dí còi, còi vẫn kêu. Nhưng mà buji không đánh lửa thì chỉ có chết IC thôi. Các bạn chỉ có thay con IC mất mấy chục ngàn này là xong. Mình mới chơi nên là mình cũng biết là chết IC. Thành ra là mình đạp mãi, đạp hoài không nổ. Đó, hôm nay mình làm video clip này là chia sẻ với các bạn là những ai mới chơi xe min thì những lỗi này là không biết thì rất là khó, nhưng mà biết rồi thì nó là dễ. Đấy, chia sẻ cho các bạn. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh của mình nhé. Mình có động lực làm thêm nhiều video.